Kính chào các thầy cô giáo. Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Quỳnh, giáo viên trường trung học cơ sở Dương Phúc Tư, huyện Văn Lâm. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học luyện tập về hệ thức VS. Cô xin mời các em mở sách giáo khoa của mình. Trước tiên, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cần nhớ, đó là định lý VS cho phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0, hệ số A khác 0, có hai nghiệm X1, X2 thì tổng hai nghiệm bằng trừ B trên A, tích hai nghiệm bằng C trên A. Khi áp dụng thì điều đầu tiên đó là chúng ta cần kiểm tra điều kiện tồn tại nghiệm. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng điều kiện delta hoặc delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Có một số phương trình chúng ta có thể sử dụng điều kiện A nhân C nhỏ hơn 0. Sau đó chúng ta mới áp dụng hệ thức VS. Về ứng dụng thì đầu tiên đó là nhẩm nghiệm. Nếu phương trình bậc 2 có tổng các hệ số bằng 0 thì sẽ có hai nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng C trên A. Còn nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình đó sẽ có hai nghiệm là x1 bằng âm 1 và x2 bằng trừ C trên A. Ta còn được biết đến một ứng dụng thứ hai nữa, đó là tìm hai số khi biết tổng và tích U cộng V bằng S, U nhân V bằng P thì UV sẽ là hai nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0. Khi S bình trừ 4P lớn hơn hoặc bằng 0 thì ta sẽ tìm được giá trị của UV. Còn S bình trừ 4P nhỏ hơn 0 thì lúc này không tồn tại giá trị của UV. Đây là một phần kiến thức rất hay. Để thấy rõ được điều đó, cô mời các em đi sang phần 2. Các dạng toán. Trước tiên, chúng ta đi vào phần dạng thứ nhất, đó là tính nhẩm nghiệm. Chúng ta vào bài tập số 1. Tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau. Mời các em. Để các em tính nhẩm nghiệm được nhanh chóng và chính xác, cô sẽ hướng dẫn các em ý A. Thế tại đây chúng ta sẽ quan sát lại công thức tính nhẩm nghiệm. Trong ý A, đây là một phương trình bậc 2 có các hệ số A bằng 1,5, B bằng âm 1,6 và C bằng 0,1. Thì chúng ta sẽ thực hiện tính tổng A cộng C cho kết quả bằng 1,6. Đến đây nếu cộng hai kết quả này lại, chúng ta sẽ ra giá trị bằng 0. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức nhẩm nghiệm số 1. Nếu hai kết quả này có giá trị bằng nhau thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nhẩm nghiệm số 2. Còn không rơi vào hai trường hợp trên thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ giải theo cách khác. Vậy bây giờ chúng ta sẽ trình bày lời giải như sau. Ta thấy A bằng 1,5, B bằng âm 1,6, C bằng 0,1. Thì ta suy ra A cộng B cộng C bằng 1,5 cộng âm 1,6 cộng 0,1 bằng 0. Và lúc này chúng ta kết luận, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là X1 bằng 1, X2 bằng C chia A, tức là 0,1 chia 1,5 và rút gọn được 1/15. Chúng ta cùng nhau phân tích ý B. Trong ý B, đây là một phương trình bậc 2 có hệ số A bằng 2, B bằng trừ căn 3, C bằng trừ 2 trừ căn 3. Ta cộng tổng A với C được kết quả là trừ căn 3. Đến đây, các em đã biết mình áp dụng công thức nhẩm nghiệm nào chưa nhỉ? À, đúng rồi, đó chính là công thức nhẩm nghiệm số 2. Với câu C, đây là một phương trình chứa tham số M có hệ số A bằng 1 đã khác 0, cho nên đây là một phương trình bậc 2 chứa tham số. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ của 2M cộng 3 và bằng trừ 2M trừ 3. C bằng 2M cộng 2 cũng làm tương tự như trên. Cô sẽ thực hiện tính tổng A cộng C cho kết quả bằng 2M cộng 3. Quan sát hai kết quả này, ta thấy đây là hai biểu thức đối nhau. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức nhẩm nghiệm số 1. Cô xin mời các em tự làm bài. Cô xin mời các em hướng lên màn hình đối chiếu lời giải cùng cô. Câu B. Ta thấy A bằng 2, B bằng trừ căn 3, C bằng trừ 2, trừ căn 3. Suy ra A trừ B cộng C bằng 2 trừ đi trừ căn 3 cộng với trừ 2 trừ căn 3 bằng 2 cộng căn 3 trừ 2 trừ căn 3 và cho kết quả bằng 0. Đến đây chúng ta kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là
x1 bằng âm 1 và x2 sẽ bằng trừ c trên a, tức là x2 bằng 2 cộng căn 3 trên 2. Câu C. Đây là phương trình bậc 2 chứa tham số với hệ số A bằng 1, B bằng trừ của 2M cộng 3, C bằng 2M cộng 2. Ta suy ra A cộng B cộng C bằng 1 trừ mở ngoặc 2M cộng 3 đóng ngoặc cộng với 2M cộng 2. Bỏ ngoặc, ta được 1 trừ 2M trừ 3 cộng 2M cộng 2. Thu gọn và cho kết quả bằng 0, ta kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng c chia a, tức là bằng 2m cộng 2. Hãy cùng nhìn lại ba phương trình mà chúng ta vừa nhẩm nghiệm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cũng với ba phương trình này, nếu các em sử dụng công thức nghiệm để giải thì khá là khó khăn. Do đó, chúng ta thấy rõ được ý nghĩa của việc nhẩm nghiệm. Bởi vậy, trước một phương trình bậc 2, cô hy vọng các em hãy dành chút thời gian để suy nghĩ xem phương trình đó có nhẩm nghiệm được hay không. Tiếp theo, cô xin mời các em sang dạng số 2. Đó là tìm hai số khi biết tổng và tích. Chúng ta có bài tập số 1, yêu cầu như sau. Tìm hai số UV trong mỗi trường hợp sau. Xin mời các em quan sát bài toán. Chúng ta sẽ cùng tìm hướng giải cho ý A. Tại đây chúng ta xem lại công thức. Ở đây chúng ta thấy U cộng V bằng S. Còn trong đề bài là U cộng V bằng âm 8. Từ đó cho chúng ta thấy được đó là S sẽ bằng âm 8. Thế còn U nhân V bằng P thì ta sẽ có được P bằng 7. Từ đây ta có được phương trình là X bình trừ đi SX, tức là trừ đi âm 8 nhân X, cộng P, tức là cộng 7 bằng 0. Và giải phương trình này, chúng ta tìm được hai giá trị của U và V. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Từ U cộng V bằng âm 8, U nhân V bằng 7, ta suy ra U, V là hai nghiệm của phương trình. X bình trừ đi âm 8 nhân X cộng 7 bằng 0. Biến đổi phương trình cô được X bình cộng 8X cộng 7 bằng 0. Chúng ta quan sát phương trình này có thể nhẩm được nghiệm. Thật vậy. Ta thấy A trừ B cộng C bằng 1 trừ 8 cộng 7 bằng 0. Ta suy ra phương trình có hai nghiệm là x1 bằng âm 1 và x2 bằng âm 7. Do vai trò của U và V là như nhau, cho nên đến đây chúng ta sẽ có hai trường hợp kết quả, đó là khi U nhận giá trị là âm 1 thì V sẽ nhận giá trị là âm 7. Và trường hợp thứ hai là ngược lại. Chúng ta sang câu B. Với câu B thì dễ dàng xác định được đó là S sẽ bằng 3 và P sẽ bằng 154. Ta được phương trình đó là X bình trừ 3X cộng 154 bằng 0. Thì cách trình bày tương tự như câu A, cô xin mời các em tự làm. Cô mời các em hướng lên màn hình đối chiếu lời giải. Suy ra UV là hai nghiệm của phương trình X bình trừ 3X cộng 154 bằng 0. Để giải phương trình này, chúng ta sử dụng công thức nghiệm tổng quát. Ta tính delta sẽ bằng âm 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 1 nhân 154 và cho kết quả bằng âm 607. Giá trị này nhỏ hơn 0. Đến đây ta thấy phương trình trên vô nghiệm. Ta kết luận. Vậy, không tồn tại hai số UV thỏa mãn yêu cầu bài toán. Qua hai ý A và B thì các em đã biết cách tìm hai số khi biết tổng và tích. Vậy, trong ý C, khi biết hiệu và tích thì ta làm như thế nào? Ta sẽ nghĩ đến việc đó là biến đổi hiệu về tổng. Thật vậy, từ U trừ V bằng 42 chúng ta sẽ biến đổi được đó là U cộng với trừ V bằng 42. Đến đây chúng ta đặt T bằng trừ V thì cô sẽ có được
U cộng T bằng 42. Với việc đặt như trên thì từ U nhân V bằng âm 441 chúng ta sẽ biến đổi được là U nhân T bằng 441. Và lại quay trở về bài toán quen thuộc là tìm hai số khi biết tổng và tích. Cô xin mời các em tự làm bài. Xin mời các bạn hướng lên màn hình chúng ta đối chiếu lời giải. Chúng ta suy ra U, T là hai nghiệm của phương trình x bình trừ 42x cộng 441 bằng 0. Để giải phương trình này, chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm thu gọn. Ta tính delta phẩy bằng âm 21 bình phương trừ đi 1 nhân 441 và cho kết quả bằng 0. Thì lúc này phương trình trên sẽ có nghiệm kép là x1 bằng x2 bằng 21. Thế vì x1 và x2 bằng nhau, cho nên chúng ta chỉ có một trường hợp, đó là U bằng 21 và T cũng nhận giá trị là 21. Thế vì T bằng trừ V nên muốn tìm giá trị của V, ta chỉ cần lấy số đối của T. Ta được U bằng 21 và V bằng âm 21. Các em kết luận vậy, U và V sẽ bằng 21 và âm 21. Khi giải bài toán này, các em đã biết, ta thấy được đó là nếu tính được tổng và tích của hai nghiệm thì ta sẽ lập được phương trình bậc 2. Khai thác điều này cho ta cách giải của bài toán sau. Bài số 2 yêu cầu lập phương trình bậc 2 có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau. Các em quan sát. Thế đi theo hướng giải mà chúng ta vừa thấy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ý B. Tại đây muốn tính được tổng và tích của hai nghiệm thì cô sẽ đặt x1 bằng 1 trừ căn 3 và đặt x2 bằng 2 cộng căn 3. Ta đi tính tổng hai nghiệm dễ dàng có được kết quả bằng 3. Ta tiếp tục tính tích của hai nghiệm. x1 nhân x2 thì giá trị chúng ta đặt vào trong dấu ngoặc rồi thực hiện nhân phân phối. Thu gọn cho kết quả bằng trừ căn 3 trừ 1. Dễ dàng lập được phương trình bậc 2 theo yêu cầu của bài toán là x bình trừ 3x trừ căn 3 trừ 1 bằng 0. Dựa vào hướng dẫn ở đây, cô tin chắc các em sẽ hoàn thiện được bài tập số 2 một cách dễ dàng. Giờ cô thực sự cần các em chú ý sang dạng 3, đó là biểu thức liên hệ giữa các nghiệm. Chúng ta có bài tập số 1 như sau. Cô mời các em quan sát. Chúng ta cùng đi phân tích đề bài. Đề cho như sau. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Các em chú ý, mặc dù đề cho như vậy, nhưng chúng ta vẫn cần đi tìm điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình. Phương trình ở đây là 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Ta nhận thấy tích A nhân C nhỏ hơn 0. Cho nên phương trình này sẽ luôn tồn tại hai nghiệm x1, x2. Đề yêu cầu không giải phương trình. Thế thì cho chúng ta suy nghĩ đến việc là chúng ta sẽ áp dụng hệ thức VS. Thật vậy, cô mời các em hãy quan sát lời giải như sau. Có phương trình 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Ta thấy A nhân C bằng 4 nhân âm 5 và nhỏ hơn 0. Cho nên phương trình luôn có hai nghiệm x1, x2. Áp dụng hệ thức VS, ta tính được tổng và tích của các nghiệm là x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, tức là trừ 2 trên 4, rút gọn được kết quả là âm 1/2. Còn x1 nhân x2 bằng C chia A, tức là bằng âm 5/4. Chúng ta đã hoàn thành ý A. Thế bây giờ cô mời các em sang ý B. Đề yêu cầu tính giá trị của biểu thức A. Tại đây
Các em quan sát thấy A chính là tổng 2 bình phương. Thế muốn tính giá trị của biểu thức A, ta nghĩ đến việc sử dụng kết quả trong câu A. Cho chúng ta nghĩ đến việc sử dụng hàng đẳng thức số 1. Thật vậy, cô sẽ thêm bớt một lượng, đó là 2 lần tích x1 nhân x2 tại đây. Ta được A sẽ bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ đi 2 lần x1 nhân x2. Đến đây, các em thay giá trị ở câu A sang. Thực hiện phép tính, ta được kết quả A bằng 11/4. Và ta kết luận, vậy A bằng 11/4. Hãy cùng nhìn lại biểu thức A. Tại đây, nếu cô thay x1 bởi x2 và thay x2 bởi x1 thì ta thấy biểu thức không đổi. Những biểu thức như vậy người ta gọi là biểu thức đối xứng. Có thể hiểu, trong biểu thức đối xứng của x1, x2 thì vai trò của x1 và x2 là như nhau. Để hiểu sâu hơn phần kiến thức này, cô mời các em hãy hoàn thiện cho cô hỏi chấm sau. Hãy chỉ ra biểu thức đối xứng trong các biểu thức sau. Cô xin mời các em. Cô mời các em hướng lên màn hình. Để kiểm tra được trong các biểu thức này đâu là biểu thức đối xứng, chúng ta làm như sau. Thay x1 bởi x2 và x2 bởi x1 rồi đối chiếu hai kết quả đó. Với biểu thức B thì ta thấy hai biểu thức trước và sau khi thay là hoàn toàn giống nhau. Với biểu thức C thì ta thấy x1 trừ x2 khác với x2 trừ x1. Với biểu thức D ta thấy 3x1 cộng x2 thì khác với 3x2 cộng x1. Cho nên trong 3 biểu thức này thì chỉ có biểu thức B là biểu thức đối xứng của x1 và x2. Phương pháp biến đổi chung của biểu thức đối xứng đó là ta đưa về tổng và tích của các nghiệm giống như đã làm với biểu thức A. Vậy tại đây cô trò chúng ta cùng nhau làm biến đổi với biểu thức B như sau. Quan sát biểu thức B, ta thấy có dạng tổng 2 lập phương. Cho nên để biến đổi biểu thức B thì ta nghĩ đến sử dụng hàng đẳng thức số 4 hoặc là số 6. Thế ở đây cô sẽ sử dụng hàng đẳng thức số 4. Ta sẽ thêm vào một lượng là 3 lần x1 bình phương nhân x2 cộng 3 lần x1 nhân x2 bình phương. Rồi bớt đi đúng lượng chúng ta vừa thêm. Đến đây, 4 hạng từ đầu cho chúng ta hàng đẳng thức số 4 là x1 cộng x2 tất cả mũ 3. Còn 2 hạng từ sau, chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là trừ 3 lần x1, x2 ra ngoài. Thế thì trong ngoặc sẽ còn là x1 cộng x2. Tại đây, chúng ta quan sát thấy biểu thức B đã hoàn toàn đưa về tổng và tích của các nghiệm. Như vậy, đây chính là hai biểu thức đối xứng của x1, x2 thường gặp, cùng với cách biến đổi của nó. Còn rất nhiều các biểu thức đối xứng của x1, x2 khác nữa thì cô hy vọng các em sẽ tìm hiểu thêm. Các em hãy chú ý học thuộc hai công thức này để vận dụng trong các bài toán chúng ta sẽ giải nhanh hơn. Giờ, cô mời các em hãy chú ý cho cô bài tập số 2. Xin mời các em quan sát. Chúng ta cùng nhau phân tích bài tập số 2. Đề cho phương trình 2x bình trừ 6x cộng m cộng 7 bằng 0. Với m là tham số, thì ta thấy hệ số A bằng 2 đã khác 0, cho nên đây chắc chắn là một phương trình bậc 2 rồi. Và yêu cầu là phương trình phải có hai nghiệm x1, x2. Thế tại đây chúng ta thấy tích A nhân C
chưa rõ dấu. Khi đó và lại có hệ số B là số chẵn. Cho nên để kiểm tra điều kiện có hai nghiệm, chúng ta sẽ sử dụng delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Tiếp theo là đề yêu cầu x1 phải bằng trừ 2 lần x2. Nếu cô chuyển vế, cô sẽ được x1 cộng 2 lần x2 bằng 0. Lúc này, biểu thức vế trái có dạng là biểu thức không đối xứng của x1, x2. Vậy, để giải bài toán này như thế nào? Cô xin mời các em quan sát lên màn hình. Thật vậy, chúng ta sẽ thực hiện lời giải như sau. Có phương trình 2x bình trừ 6x cộng m cộng 7 bằng 0. Cô ký hiệu đây là phương trình số 1. Ta xác định hệ số A bằng 2, B bằng âm 6, C bằng m cộng 7. Tính delta phẩy bằng âm 3 tất cả bình phương trừ 2 nhân m cộng 7. Đóng mở ngoặc. Và bằng 9 trừ 2m trừ 14. Và delta phẩy sẽ bằng trừ 2m trừ 5. Lúc này để phương trình 1 có nghiệm thì delta phẩy phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tức là trừ 2m trừ 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Chuyển vế ta được trừ 2m lớn hơn hoặc bằng 5. Chia cả hai vế cho âm 2 bất đẳng thức đảo chiều, ta được m nhỏ hơn hoặc bằng âm 5/2. Đến đây, với m nhỏ hơn hoặc bằng âm 5/2 thì phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 và áp dụng hệ thức VS ta sẽ được x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, tức là cho kết quả bằng 3. Còn x1 nhân x2 sẽ bằng C chia A. Cô ký hiệu đây là 2 và 3. Kiểm tra lại đề bài, ta thấy điều kiện là x1 bằng trừ 2 lần x2. Tại đây cô ký hiệu là 4. Đọc lại đề bài, chúng ta thấy đề yêu cầu là tìm giá trị của m. Vậy, từ 2, 3, 4, chúng ta suy nghĩ xem làm như thế nào để tìm được giá trị của m bây giờ. Ta phát hiện ra nếu kết hợp 2 và 4 thì em sẽ tính được giá trị của x1, x2. Sau đó thay vào 3 thì lúc này chúng ta sẽ tìm ra được giá trị của m. Đi theo hướng giải trên, chúng ta làm như sau. Thay 4 vào 2, ta được trừ 2 lần x2 cộng x2 bằng 3. Tương đương với trừ x2 bằng 3. Và x2 sẽ bằng âm 3. Đến đây, thay vào 2 hoặc là 4 thì chúng ta đều tính được kết quả là x1 bằng 6. Thay giá trị của x1, x2 vào 3, ta được 6 nhân âm 3 bằng m cộng 7 chia 2. Tương đương với m cộng 7 bằng âm 36. Và ta tìm được m bằng âm 43. Đến đây, có nhiều bạn sẽ thực hiện kết luận ngay. Làm như vậy có được không nhỉ? Không, đúng không các em? Hãy quan sát lại toàn bộ lời giải để xem có điều kiện gì của m hay không, rồi chúng ta đối chiếu. Thế tại đây thì em nhìn thấy rõ ràng điều kiện của m là phải nhỏ hơn hoặc bằng âm 5/2. Thì rõ ràng là âm 43 thỏa mãn. Rồi chúng ta mới kết luận. Vậy, m bằng âm 43 thì phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 bằng trừ 2 lần x2. Thế quan sát lại toàn bộ lời giải bài toán chúng ta vừa làm, các em thấy có thể chia thành 3 bước như sau. Bước 1, kiểm tra điều kiện có nghiệm hoặc là có hai nghiệm phân biệt thì các em phải linh hoạt tùy theo đề bài. Bước 2, áp dụng hệ thức VS để tính được tổng và tích của các nghiệm. Sau đó phải kết hợp với điều kiện của đề bài. Rồi suy nghĩ tìm ra điều kiện của tham số. Bước 3, hãy đối chiếu kết hợp các điều kiện của tham số và kết luận. Với dạng toán này, cô hy vọng các em về nhà hãy tìm và luyện thêm thật nhiều cho cô. Giờ cô cần các em hãy chuẩn bị trước mặt máy tính cầm tay nhé, để hoàn thành thật nhanh cho cô các bài tập trắc nghiệm sau. Câu số 1, xin mời các bạn. Chúng ta hướng lên màn hình.
Đề hỏi là y bằng 1 là nghiệm của phương trình nào dưới đây? Thế thì cho chúng ta suy nghĩ là chỉ cần đi tìm trong các phương trình này, phương trình nào có tổng các hệ số bằng 0? Thật vậy, đó chính là phương trình nằm trong ý D, có tổng các hệ số bằng 0. Cho nên đáp án trong câu số 1 chính là D. Mời các em sang câu số 2. Xin mời các bạn. Các em hướng lên màn hình. Đề cho phương trình x bình trừ 10x cộng 2m trừ 1 bằng 0, với m là tham số, có nghiệm x1 bằng 7. Đề cho là có nghiệm rồi. Thế thì chúng ta cũng sẽ áp dụng được hệ thức VS. Tại đây dễ dàng nhìn ra được là tổng hai nghiệm bằng 10. Dễ dàng tính toán được x2 sẽ có giá trị bằng 3. Và đáp án trong câu số 2 là C. Cô xin mời các em tiếp tục với câu số 3. Mời các bạn hướng lên màn hình. Tại đây, đề cho phương trình 2019 x bình cộng x trừ 2020 bằng 0. Thì nhận thấy ngay là tích AC nhỏ hơn 0, cho nên phương trình này chắc chắn tồn tại nghiệm. Yêu cầu tính tích của hai nghiệm đó. Thế thì áp dụng hệ thức VS, chúng ta có ngay được kết quả là bằng âm 2020 phần 2019. Câu 3, đáp án B. Mời các bạn sang câu số 4. Chúng ta cùng tìm hiểu đề. Phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với hệ số A khác 0. Có hai nghiệm trái dấu khi nào? Thế thì chúng ta phải hiểu hai nghiệm trái dấu. Tại đây để hiểu nó thì cô mời các bạn xem lại câu số 3. Chúng ta thấy ở đây kết quả này nhỏ hơn 0. Tức là x1 nhân x2 nhỏ hơn 0. Thế thì chắc chắn là x1 và x2 sẽ trái dấu. Mặt khác, vì phương trình này có nghiệm rồi, cho nên là x1 nhân x2 tính theo công thức là C chia A. Cho nên chúng ta sẽ có là C chia A nhỏ hơn 0. Nếu C chia A nhỏ hơn 0, A khác 0 rồi thì ta có thể thấy là A nhân C cũng sẽ nhỏ hơn 0. Và A nhân C mà nhỏ hơn 0 thì phương trình chắc chắn sẽ tồn tại nghiệm. Vậy các em đã chọn được đáp án cho mình trong câu 4 chưa nhỉ? Câu 4 chính là đáp án A. Nhìn vào phần chúng ta vừa làm thì các em rút ra được một nhận xét sau. Phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với hệ số A khác 0. Có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi tích A nhân C nhỏ hơn 0. Các em chú ý, nhận xét này sẽ được phép sử dụng trong các bài tập sau này. Giờ cô xin mời các em tiếp tục câu số 5. Xin mời các bạn. Chúng ta theo dõi. Tại đây nếu cô gọi kích thước của cuốn sách hình chữ nhật là A và B thì vì chu vi là 82 cm nên nửa chu vi sẽ là 41 cm. Vì diện tích là 408 cm² nên A nhân B sẽ bằng 408. Quay trở về bài toán chúng ta đã giải ở dạng 2 thì AB sẽ là hai nghiệm của phương trình x bình trừ 41x cộng 408 bằng 0. Sử dụng máy tính cầm tay, dễ dàng tính ra được hai nghiệm là 17 và 24. Thế thì chúng ta có được câu số 5, đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Các em thân mến, cuốn sách mà cô muốn nói đến ở đây, đó chính là cuốn Ôn thi trắc nghiệm vào lớp 10 toán. Có khổ là 17 x 24 cm. Nếu bạn nào có cuốn sách này rồi thì các em có thể tham khảo thêm một số câu trắc nghiệm thuộc chủ đề 3,
trang 41. Với những kiến thức mà cô trò chúng ta nghiên cứu trong buổi học hôm nay, cô hoàn toàn tin tưởng các em sẽ hoàn thiện được nốt các bài tập còn lại trong sách của mình. Đồng thời, các em hãy tham khảo thêm cho cô hai bài tập mà cô trích ra từ hai đề thi. Tiết học của chúng ta khép lại tại đây. Kính chào các thầy cô giáo. Xin chào tạm biệt tất cả các em.